Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay ạ. Giờ sáng nay hai anh em vô cử 5 giờ rồi cô chú anh chị ơi. Giờ Bùi Hải cũng mới mua cơm với bún dầu để cúng cho cậu buổi sáng nha cô chú anh chị. Chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải Minh 14 tháng 2 và sáng nay Hải Minh 14 dân là bây giờ đầu đủ 5 giờ rồi cô chú anh chị vô nghe lao bảo cho cậu rồi giờ Hải Minh 14 đi ngực trả la để mua cơm với bún hộp cơm hộp bún ha cô chú anh chị với ly cà phê muối rồi bún cho cậu buổi sáng. Bùi Hải mua bún nè, cà phê muối với cơm sườn trứng vô cúng cho cậu ha cô chú anh chị. Đó, giờ để thắp nhang cho cậu, mời cậu về dùng cơm. Giờ thắp nhang cho ông bà hàng xóm cậu.
quê không hả? Quê rồi. Quê thăm mẹ hả? Thâu cái cây lại nè. Ngọc tắm giờ mai tôi thâu cây này lại. Ngọc đang lép chưa? Rồi. 28 phút. 28 phút hả? Từ đầu giảm đến cuối giảm. Đi không biết gì tôi đề gì đâu. Quay ghét cô chú anh chị ghét không biết với tôi đề gì luôn cô chú. Bữa nào người ta biết người ta quay còn biết sao tôi lại quay. Cái chủ nhật tôi với anh Ngọc Khang Bảy Ngừ với mẹ Khang ba thằng Khang với hai chồng chị Hoa ba Khang với hai chồng chị Hoa với con chị Hoa đúng không? Không mấy người đó đâu tính tiền đâu lo và đi đi ăn buffet là Hải My trả tiền hết luôn nha. Bao luôn? Bao luôn, tại vì mấy anh mấy chị cũng hay thường giúp đỡ đầu quay đầu này kia dùm cho Bùi Hải, giờ Bùi Hải dắt mấy anh mấy chị cuối tuần đi ăn buffet. Ok không? Ok ok. Anh Ngọc ok không? Ok ok. Rồi chỗ này là hãy ăn buffet bao cô chú anh chị ơi. Hồi đó giờ hãy chưa ăn buffet hả? Là chỗ nào mắc nhất là 200.000 người hả? Không không có đâu, 150 à. 150 là chỗ bữa hả? Đi chỗ kia cũng 150 à. Rồi có mắc. Mình thủ 200 là chắc cũng không. Tại vì nước với thầy kia đó. Hãy hãy bao vô vé được rồi, còn nước nâu quá thì ở đây ta lo. Bao thì bao cho hết luôn chứ bao vậy cũng như không. Đúng không? Phải 200.000 người là ok không, phải không? Không tới đâu. Để làm nước đôi này kia rồi căn giấy căn hôn bữa đó căn không, giấy mình đem căn giấy mình mua ở ngoài nhà ấy 10.000 bịch à, còn mua cũng đó mắc lắm thì bữa đó mình đem theo căn giấy. Thì vô chậm mình uống nước thôi. Chứ còn căn giấy chậm cũng bán luôn cô chú, nước đá thì nó cho chứ còn nhưng mà căn giấy là nó bán nó sạch hết, cho đá mà nó không cho nước ngọt hả? Kỳ vậy. Đá là tôi chăm sóc tận tình luôn á, hết là hôn tiếng một rồi đem lại mau, có khi để cái bên mình lấy cũng không chừng. Vậy mình đem theo cái khăn giấy ở nhà theo. Đợt trước anh với hai chồng chị qua nè đi nè cũng đem khăn giấy nhà mua khăn giấy đem theo bịch 10.000 cho chỉnh lại cái tắm 0.8 thì mình đem căn giấy nhà theo mình vô cổng mình mua vé vô rồi mình uống nước thôi. Rồi ok vậy đó nha. Người nhà cũ 200 là dư phải không? Dư 150 170 170 rồi qua cầu gió bay 170 thì ta thủ 200 đi. Lỡ như đó mấy đợt anh bằng công ty đi ăn cũng
anh em hùng vô ăn chứ ai đâu mà bao. Bây giờ em bao. Ừ. Là công ty là khác, còn ở mộ cậu. Không, nói chung hồi đó anh đâu biết đi ăn buffet đâu. Rồi cái gỗ ăn buffet nó chạy buffet lại gì tôi không biết. Nó đi ăn lặn đi biết, nó giá nhiêu trăm giữ, ở đi đi. Ghê vậy, nghe nó trăm rưỡi cái đi đi liền hả? Còn nhỏ lớn rồi, tôi chưa ăn, đi ăn quốc hai lần nào. Mình thấy tôi sáng tôi đi quay một cậu này nữa không? Chiều về là tôi ghé ăn cơm xong bắt đầu là tôi về ngủ á. Ừ, anh vậy đâu? Chứ không có đi đâu á. Đi thì anh cũng ăn lên mua cậu xong ghé tiệm cơm ăn, ăn với cơm rồi về nhà nằm ngủ. Vì sáng mình vô sớm mới nổi chứ còn như mà đi lông bông nó chịu. Sáng ngày là đi quay một cậu về chiều là về nhà ngủ á. Ăn cơm xong về ngủ á. Mà phòng trọ quay hoài chỗ tôi ở á. Nó không có đông, nó vắng vẻ lắm. Chiều vô đóng cửa à, y như cái chùa vậy. Chỗ đó trọ mới cắt mà đúng không? Nhiều người mướn chưa? Chưa có ai mướn á. Mà mướn đắt quá. Đi như cái trò vậy. Tối về buồn cái chuyện ai coi điện thoại xong ngủ. Phải có anh đó ha, dắt thùng kéo hát cho đỡ buồn ha. Phải có anh ở đó dắt thùng kéo hát đỡ buồn. Cái gì? Thùng kéo. Kéo hả? Tôi đâu có biết hát đâu mà đỡ buồn. Thùng kéo nó mua 4-5 năm mà cô chú. Nó hư bình nè, à, xuống cấp. Tôi có biết hát. Hát đi đỡ buồn thôi. Tôi mà ngồi chơi mà ai mà đem lo la hát là bắt đầu tôi đi về à. Gì hả? À. Hát đỡ buồn thôi chứ hát hay hội. Mua chẳng qua nghe nhạc thôi. Chứ chữ nghĩa anh đâu có biết chữ đâu mà anh hát. Một lòng. Qua là mua... Ok, biết chữ rồi mới hát được hả? Ừ. Có người tao thuộc lòng có hát cũng hay cũng ổn. Buồn buồn dài bắt nhạc trữ tình đồ. Nghe rồi cũng đỡ buồn một chút. Rồi quyết định đi nha. Ừ. 7 hay 8 người? 7 người. 4, 4 với 3. Rồi đi đi. Tại vì gia đình chú Tiểu là 3 người rồi. À. Chú Tiểu 3 người, mình là 2 người. 12 người, mình chứ 2 người là 7 người. Còn mấy đứa nhỏ đâu tốn tiền đâu. À, dắt như đi. Dắt con bé chó với mèo theo không tốn tiền. Rồi dắt con của anh Pha theo không đâu tốn tiền đâu. Còn tới chủ nhật đi, buổi hải dắt mấy anh mấy chị đi ăn buffet. Thì mấy anh mấy chị cũng hay thường giúp cho Bùi Hải này kia quay ha này nọ cuối tuần đi rồi chủ nhật Bùi Hải dắt mấy anh mấy chị đi ăn buffet sẵn là Bùi Hải cho biết buffet là sao rồi hồi đó giờ biết ăn buffet không có đi luôn ơi chứ anh mới biết 2 năm nay chứ nhiêu sao. Bà này ở mặn tiền để đâu cho hết trời. Mặn không dám ăn, không dám đi chơi. Thằng bà dữ lắm á. Ừ. Thằng bà lãnh lương tiền thưởng này kia mà để em thẻ mà. Nhưng mà nhiều lúc bà thang cũng hết tiền cô chú, con không hiểu. Thầy thang ăn hết tiền, hết quà với trong thẻ thì còn. Thế chị cũng tội tội. Hồi Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 mà. Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog. Như ông bà cô chú có thương hai anh em Ngọc Dưỡng Mộ với Hải My 14 chưa được bật kiếm tiền á cô chú anh chị. Ông bà cô chú anh chị có thương hai anh em ở mộ cậu Năm. Ông bà cô chú anh chị vô ủng hộ cho đăng ký cho like để anh em có động lực làm những video tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.
gửi tới cho ông bà cô chú anh chị xem mà. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.